Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Giá vàng trong nước cắm đầu giảm, người mua lỗ nặng sau một đêm. Giá vàng gần đây liên tục biến động, khi tăng giảm vài triệu đồng một lượng ngay trong ngày, khiến nhiều nhà đầu tư không kịp trở tay vì chót đu đỉnh lúc giá vàng chạm mốc 85 triệu đồng một lượng. Cụ thể, ảnh hưởng bởi biến động giảm sâu của giá vàng thế giới, trong phiên sáng cuối tuần 13 tháng 4, giá vàng trong nước cũng ghi nhận xu hướng giảm cắm đầu với cả mặt hàng vàng miếng và vàng nhẫn. Trong đó, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC sáng nay giảm mạnh 1,7 triệu đồng một lượng mua và giảm 1,2 triệu đồng một lượng bán. Với mặt hàng vàng miếng, hiện niêm yết ở mức 80,8 đến 83,3 triệu đồng một lượng mua bán. Tương tự, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết vàng miếng ở mức giá 81,7 đến 83,7 triệu đồng một lượng mua bán, giảm 1,1 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều. Nếu so với mức đỉnh cao nhất lịch sử 85 triệu đồng một lượng lập được vào sáng qua, thì mỗi lượng vàng đã giảm 1,3 đến 1,7 triệu đồng. Như vậy, giá vàng trong nước cắm đầu giảm, người mua lỗ nặng sau một đêm. Nguồn tin từ Zing News, cùng xu hướng giảm sâu, vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 đến 5 chỉ cũng mất thêm 1,05 triệu một lượng ở chiều mua và 950.000 đồng ở chiều bán so với phiên liền trước. Hiện giao dịch quanh vùng 74,3 đến 76,2 triệu đồng một lượng. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG sáng nay cũng giảm mạnh 1,7 triệu đồng giá mua và 1,2 triệu đồng giá bán với vàng miếng. Hiện niêm yết giá giao dịch mặt hàng này ở mức 80,8 đến 83,3 triệu đồng một lượng mua bán. Vàng nhẫn 24K do PNG chế tác cũng giảm hơn 1 triệu đồng ở cả hai chiều so mua bán với kết phiên liền trước. Hiện giao dịch tại 74,3 đến 76,2 triệu đồng một lượng. Mức giảm hơn 1 triệu đồng một lượng cũng được ghi nhận với giá vàng miếng giao dịch tại tập đoàn Doji. Sau điều chỉnh, giá vàng giao dịch tại đây là 81,7 đến 81,3 triệu đồng một lượng. Doanh nghiệp vàng này thậm chí còn áp dụng mức giảm sâu hơn với mặt vàng nhẫn tròn 4 số 9 Hưng Thịnh Vượng. Hiện giá vàng nhẫn Doji niêm yết ở mức 74,85 đến 76,95 triệu đồng một lượng. Có mức giảm mạnh nhất thị trường sáng nay là vàng miếng SJC tại Bảo Tín, Minh Châu. Nhà vàng này giảm 1,9 triệu đồng chiều mua và 1,6 triệu đồng chiều bán với vàng miếng. Hiện cố định ở mức 80,8 đến 82,9 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn tròn trơn của doanh nghiệp này cũng giảm khoảng 1,3 triệu đồng một lượng cả hai chiều. Hiện giao dịch tại mức 74,48 đến 76,58 triệu đồng một lượng. Đa giảm này cũng khiến nhiều người dân lỡ mua vàng hôm qua đến sáng nay đã lỗ nặng. Quay trở lại với phiên giao dịch đầu tuần, vàng miếng SJC khởi đầu với mức giá ổn định khoảng 82,2 triệu một lượng. Trong các phiên tiếp theo, mặt hàng này liên tục tăng mạnh rồi lập đỉnh lịch sử cao nhất từ trước đến nay ở 85 triệu một lượng vào ngày 12 tháng 4. Như vậy, chỉ trong 5 ngày giao dịch, vàng miếng SJC đã tăng tới gần 3 triệu. Tuy nhiên, đà giảm sâu trong phiên giao dịch hôm nay đã đưa giá mặt hàng này rời xa vùng đỉnh và khiến người mua hàng từ đầu tuần đến nay vẫn đang lỗ 1 triệu đồng một lượng do chênh lệch giá mua bán SJC đưa ra. Thậm chí nhà đầu tư chót đu đỉnh vàng miếng ở mức 85 triệu đồng một lượng ngày hôm qua, đến nay có thể lỗ tới 4,2 triệu đồng một lượng, tương đương mức lỗ ròng hơn 5% chỉ sau một ngày. Trước đó, ghi nhận của VTC News cho thấy, vẫn rất đông người đến mua vàng khi giá chạm mốc 85 triệu đồng một lượng, cao chưa từng có. Nhưng đến chiều, khi giá đảo chiều đi xuống, lượng khách lập tức sụt giảm. Vì khách đông nên cửa hàng vẫn giữ quy định mỗi người chỉ mua được 5 chỉ vàng. Tuy nhiên đến chiều, lượng khách giảm đáng kể, cửa hàng đã nâng giới hạn giao dịch lên 2 cây vàng. Rất có thể khách đang nghe ngóng thị trường cho diễn biến mới nên tạm ngừng giao dịch, nhân viên cửa hàng vàng cho biết. Như vậy, giá vàng miếng trong nước đã giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp sau khi Ngân hàng Nhà nước hôm qua cho biết sẽ triển khai việc tăng cung để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới. Đơn vị này và các bộ, ngành cũng đã thành lập xong đoàn thanh tra và sẽ triển khai ngay trong tháng 4 này. Trước đó, vào phiên giao dịch trung tuần tháng 3, 18 tháng 3 đến 24 tháng 3, sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm ổn định và tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng, giá vàng SJC đã giảm mạnh trong khi vàng nhẫn vẫn ổn định. Cụ thể, mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 1,2 triệu đồng ở cả chiều mua và bán, hiện niêm yết quanh mốc 78,8 đến 80,8 triệu đồng một lượng. Như vậy, nếu người mua vàng miếng SJC tại đỉnh kỷ lục 12 tháng 3 với giá 82,5 triệu đồng một lượng, thì nay bán ra với giá 80 triệu đồng một lượng, đã lỗ tới 2,5 triệu đồng một lượng.
Dự báo giá vàng liệu có đáng lo? Đêm qua, giá vàng thế giới tăng lên mức đỉnh cao sau khi khảo sát của Đại học Michigan, Mỹ cho thấy chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tại Mỹ đã giảm xuống 77,9, mức thụt lùi so với mức điều chỉnh tăng lên của tháng 3 với 79,4. Dữ liệu này vượt kỳ vọng của giới chuyên gia khi cho rằng tâm lý vẫn tương đối ổn định ở mức 79. Dữ liệu kinh tế đáng thất vọng đang làm tăng thêm lực cầu trú ẩn an toàn vững chắc trên thị trường vàng. Giá vàng kỳ hạn tháng 6 được giao dịch lần cuối ở mức 2.421,60 USD một ounce, tăng 2% trong phiên, thông tin từ báo Lao động. Tuy nhiên, Đại học Michigan bác bỏ sự sụt giảm niềm tin. Nhóm nghiên cứu lưu ý, chỉ số này vẫn khá ổn định trong 4 tháng liên tiếp, vì người tiêu dùng nhận thấy có ít sự phát triển có ý nghĩa trong nền kinh tế. Phụ trách nghiên cứu Johnny Hsu cho biết, kể từ tháng 1, tâm lý người tiêu dùng vẫn ổn định đáng kể trong phạm vi điểm chỉ số rất hẹp 2,5, thấp hơn mức cần thiết để tạo ra sự khác biệt đáng kể về mặt thống kê. Nhìn chung, người tiêu dùng Mỹ đang dè dặt trước tình hình kinh tế, vì cuộc bầu cử sắp tới được cho là có thể có tác động đáng kể đến quỹ đạo của nền kinh tế. Theo báo cáo, người tiêu dùng nhận thấy lạm phát tại Mỹ sẽ tăng 3,1% vào thời điểm này năm sau, từ mức 2,9% trong tháng 3. Kỳ vọng đã đạt đỉnh trên phạm vi được thấy trong 2 năm qua. Vì kim loại quý ngay lập tức quay đầu sau khi đạt đỉnh cao vào đêm qua do vấp phải làn sóng chốt lời từ nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, về lâu dài, nhiều người tin rằng giá vàng còn dư địa tăng cao. Theo nhà phân tích hàng hóa trưởng của HSBC, James Steele, đợt tăng của giá vàng bị thúc đẩy bởi rủi ro địa chính trị cũng như các yếu tố kinh tế quốc tế. Mỗi ngân hàng trung ương đều có lý do để mua thêm vàng, bao gồm nguyên nhân do thị trường bất động sản ảm đạm. Về phía các nhà đầu tư, họ không có lựa chọn nào ngoại trừ chứng khoán. Nhưng vàng cũng là một lựa chọn khác để giảm thiểu rủi ro, ông Steele phân tích. Vị chuyên gia cũng tin rằng các yếu tố địa chính trị đang làm ảnh hưởng rất mạnh đến giá vàng. Ở diễn biến ngược lại, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED cho rằng không cần phải vội vàng cắt giảm lãi suất. Giá vàng liên tục phi mã trong bối cảnh lạm phát vẫn dai dẳng ở nền kinh tế một số thế giới. FED được cho là đang bị mắc kẹt giữa tình cảnh kinh tế Mỹ đang suy yếu và nhiệm vụ chống lạm phát. Nhận định việc giá vàng trong nước thời gian gần đây tăng mạnh, liên tục lập kỷ lục rồi lại bất ngờ quay xe giảm sâu, các chuyên gia đã lên tiếng khuyến cáo những diễn biến của khó lường có thể xảy ra. Vì vậy, các nhà đầu tư không nên đợi đỉnh để chốt lời vì không biết đâu sẽ là đỉnh. Cẩn trọng kiểu rủi ro. Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh nêu quan điểm, nhà đầu tư không nên chờ giá lên đỉnh mới chốt lời, bởi lẽ giá vàng sẽ tăng nhưng cũng không biết đâu là đỉnh mà có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Vì vậy, nếu đến điểm thấy có lợi nhuận hợp lý, nhà đầu tư nên bán chốt lời. Bên cạnh đó, theo ông Thịnh, diễn biến của giá vàng cũng rất khó lường và nhiều rủi ro khi chênh lệch với giá thế giới khá lớn, nên nếu có lời, nhà đầu tư nên bán. Cụ thể, giá vàng trong nước thường biến động theo giá thế giới, thế nhưng có thời điểm hoàn toàn trái ngược. Đồng quan điểm, chuyên gia về vàng Trần Duy Phương cũng cho rằng, với các nhà đầu tư đã mua vàng từ thời điểm trước và trong Tết Nguyên Đán, với mức giá như hiện tại cũng đã có tỷ suất sinh lời khá tốt. Nhà đầu tư cứ tính mức lãi trung bình khoảng 2 triệu đồng một lượng thì nên chốt lời. Ngoài ra, việc mua vàng thời điểm này cũng rất rủi ro vì khó có thể đoán định được mức giá tăng của vàng do giá biến động nhanh chóng và dữ dội. Trong khi đó, công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý gia sản FIDT đưa ra dự báo 2024 là năm không nên bán vàng. Nhưng trong danh mục đầu tư, vàng không chiếm quá 15% tỷ trọng. Theo FIDT, giá vàng nhất định sẽ còn tăng trong năm 2024. Giá vàng nhẫn có thể lên tới hơn 70 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC vượt mốc 85 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, thời điểm này không nên mua thêm vàng tại vùng giá này. Nếu giá vàng giảm 5-7% thì có thể mua thêm với tỷ trọng nhỏ. Về dài hạn, vàng không phải là kênh đầu tư lâu dài. Và thực tế, không ai tích lũy loại tài sản có xu hướng giảm trong dài hạn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.